Chào mừng các em đã quay trở lại bộ môn địa lý lớp 8. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu chủ đề khí hậu Việt Nam. Chủ đề này lồng ghép hai bài, bài 31 và bài 32. Đầu tiên là bài 31, đặc điểm khí hậu Việt Nam. 1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. Phần này chúng ta tìm hiểu riêng biệt các tính chất, đó là tính nhiệt đới. Thứ hai là tính gió mùa. Và thứ ba là tính chất ẩm. Đầu tiên là tính chất nhiệt đới. Quan sát lược đồ, các em thấy nước ta quanh năm nhận nguồn nhiệt năng lớn, bình quân 1m2 trên 1 triệu kcal, số giờ nắng từ 1.400 đến 3.000 giờ trên một năm, nhiệt độ trung bình năm trên 21 độ C. Than màu đỏ càng đậm thì nhiệt độ càng cao. Tiếp theo, dựa vào bảng 31.1, cho biết những tháng nào có nhiệt độ không khí giảm dần từ Nam ra Bắc và giải thích vì sao. Chúng ta dành chút thời gian để quan sát kỹ bảng 31.1. Những tháng có nhiệt độ không khí giảm dần từ Nam ra Bắc đó chính là tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Nguyên nhân do ảnh hưởng của vị trí hình dạng lãnh thổ và tác động của gió mùa Đông Bắc. Qua phần tính gió mùa, khí hậu có hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió. Mùa đông lạnh khô với gió mùa Đông Bắc, mùa hạ nóng ẩm với gió mùa Tây Nam. Vì sao hai loại gió mùa trên lại có đặc tính trái ngược nhau như vậy? Đó là do gió mùa Đông Bắc thổi từ áp cao Siberia là gió lục địa tới nên lạnh khô, còn gió mùa Tây Nam từ biển thổi vào nên mang tính ẩm và mưa lớn. Qua phần C, tính ẩm, quan sát lược đồ. Lượng mưa lớn 1.500 đến 2.000mm trên một năm, độ ẩm cao trên 80%. Một số nơi có lượng mưa cao như là Bắc Quang, Hoàng Liên Sơn, Huế, Hòn Ba. Vì sao các địa điểm trên thường có mưa lớn? Đó là do nằm ở nơi địa hình đón gió ẩm. Chúng ta đã tìm hiểu xong tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. Chúng ta qua phần 2, tính đa dạng và thất thường. Tính đa dạng. Phân hóa đa dạng theo không gian và thời gian. Miền khí hậu phía Bắc từ Hoành Sơn trở ra, mùa đông lạnh ít mưa, cuối đông ẩm ướt, mùa hè nóng, mưa nhiều. Khu vực Đông Trường Sơn, mưa vào thu đông. Miền khí hậu phía Nam, khí hậu cận xích đạo, nhiệt độ cao, mùa mưa và mùa khô tương phản sâu sắc. Khí hậu Biển Đông mang tính chất hải dương. Phần B, tính thất thường. Biến động thất thường, có năm rét sớm, có năm rét muộn, năm mưa lớn, năm khô hạn. Tính thất thường của khí hậu chủ yếu diễn ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Các em xem một số hình ảnh về tính thất thường của khí hậu ở nước ta. Đây là tuyết rơi ở Sapa vào tháng Giêng năm 2020. Trước kia khi nhiệt độ mùa đông ở Sapa giảm xuống 0 độ C thì chỉ xuất hiện tình trạng nước đóng thành băng. Nhưng vài năm gần đây thì bỗng nhiên ở Sapa lại có những cơn mưa tuyết phủ trắng những ngọn cây, mái nhà. Đây là tình trạng hạn hán ở miền Tây Nam Bộ nước ta hiện nay. Có nhiều nguyên nhân, nhưng trong số đó cũng có nguyên nhân ảnh hưởng rất lớn, đó là biến đổi khí hậu. Bài 32, các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta. Theo chế độ gió mùa, Việt Nam có hai mùa khí hậu, mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây Nam. 1. Mùa gió Đông Bắc từ tháng 11 cho đến tháng 4. So sánh số liệu khí hậu 3 trạm Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, bảng 31.1 đại diện cho 3 miền Bắc Trung Nam, em hãy cho biết nhiệt độ tháng thấp nhất của 3 trạm, lượng mưa trung bình tháng ít nhất của 3 trạm,
Nhận xét chung về khí hậu nước ta trong mùa đông. Về nhiệt độ tháng thấp nhất, Hà Nội 16,4 độ C, Huế 20 độ C, Thành phố Hồ Chí Minh 25,7 độ C. Về lượng mưa trung bình tháng ít nhất, Hà Nội 18,6 mm, Huế 47,1 mm, Thành phố Hồ Chí Minh 4,1 mm. Nhận xét, khí hậu nước ta, mùa đông có sự khác nhau rõ rệt giữa các miền. Mùa gió đông bắc tạo nên mùa đông lạnh, mưa phùn ở miền Bắc và mùa khô kéo dài ở miền Nam. Như vậy, gió mùa đông bắc thịnh hành xen kẽ những đợt gió mùa đông nam. Thời tiết khí hậu trên các miền khác nhau, miền Bắc mùa đông lạnh, khô hanh, cuối đông có mưa phùn ẩm ướt, Tây Nguyên và Nam Bộ nóng khô, thời tiết ổn định, Duyên Hải Trung Bộ có mưa lớn. Ta qua phần 2, mùa gió Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10. Em hãy nêu nhiệt độ tháng cao nhất của ba trạm khí tượng Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, bảng 31.1 và nêu nguyên nhân của những khác biệt đó. Hà Nội 28,9 độ C vào tháng 7. Huế 29,4 độ C vào tháng 7. Và Thành phố Hồ Chí Minh 28,9 độ C vào tháng 4. Nguyên nhân: do gió mùa Tây Nam có tính chất nóng ẩm thổi vào trong thời gian này nên nhiệt độ cao trên toàn quốc. Huế có nhiệt độ cao nhất vào tháng 7 do ảnh hưởng của gió Tây khô nóng. Như vậy, gió Tây Nam thịnh hành, nhiệt độ cao trên cả nước trung bình 25 độ C. Lượng mưa lớn chiếm hơn 80% lượng mưa cả năm, dạng thời tiết đặc biệt. Gió Tây, mưa ngâu, bão. Dựa vào bảng 32.1, em hãy cho biết mùa bão của nước ta diễn biến như thế nào. Quan sát ta nhận thấy, mưa bão thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11, chậm dần từ Bắc vào Nam. Bão gây mưa to, gió lớn, gió giật mạnh, gây thiệt hại về người và của. Trung bình mỗi năm nước ta chịu ảnh hưởng của 5 đến 6 cơn bão phát sinh từ Biển Đông và Thái Bình Dương đổ bộ vào. Chúng ta qua phần 3, những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại. Thuận lợi cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp và thuận lợi cho những ngành kinh tế khác, còn khó khăn là thiên tai, hạn hán, lũ lụt. Các em vừa tìm hiểu xong chủ đề khí hậu Việt Nam, có 4 câu hỏi các em cần trả lời. Câu 1, tính chất nhiệt đới gió mùa của nước ta thể hiện như thế nào? Câu 2, tính chất đa dạng và thất thường khí hậu nước ta. Câu 3, mùa gió đông bắc từ tháng 11 đến tháng 4. Câu 4, mùa gió tây nam từ tháng 5 đến tháng 10. Các em chuẩn bị bài 33. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em tiết học sau.